Chào các bạn trở lại. Nếu các bạn tập ngồi thiền vài tuần, vài tháng, cảm nhận rõ sự thay đổi từ tâm thân của mình, đừng ngại chia sẻ kiến thức của bạn cho những người thân, cho bạn bè để trợ duyên cho họ. Trợ duyên cho họ tập thiền, bạn là người có công đức vô lượng. Vì sao lại có công đức? Con người khi không còn sự phiền não thì sự an lạc sẽ xuất hiện. Tập ngồi thiền là giảm phiền não, tăng an lạc. Bạn trợ duyên cho mọi người, trợ duyên cho người khác tìm được sự an lạc là bạn có công đức rồi. Ngồi thiền sao cho đúng, hít thở ra sao, mỗi chân tê chân có được nhúc nhích cục cựa hay không, hay phải ráng ngồi dù ê muốn chết. Khải Toàn xin chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân, từ kinh nghiệm của những vị thiền giả. Trợ duyên cho các bạn tự tập ngồi thiền, đến các bạn tự tập ngồi thiền tại nhà. Nếu có điều gì sai suất, mong các bạn mở lòng hoan hỷ. Cơ địa ai dẻo dai có thể ngồi theo kiểu kiết già, không thì có thể ngồi theo kiểu bán kiết già như vậy. Không được nữa thì có thể ngồi xếp bằng, có thể ngồi trên ghế, ngồi kiểu Nhật, kể cả ngồi duỗi chân thẳng ra. Thậm chí ngồi trên ghế ngay bàn làm việc, có thể nằm thiền nếu không thể ngồi. Tùy vào cơ địa, tùy vào sức khỏe và hoàn cảnh mỗi người để chọn cho mình một tư thế sao cho thoải mái nhất. Bản thân Khải Toàn có vấn đề về xương nên các buổi ngồi thiền chỉ có thể ngồi theo kiểu bán già, nhưng trong đời sống thường nhật luôn thiền, ăn thiền, uống thiền, đi thiền và nghe thiền. Những ai có cơ xương cứng phải trải qua một thời gian dài mới có thể ngồi quen theo kiểu bán già hoặc là kiết già. Có thể kết hợp các bài tập yoga nhằm tăng cường sự dẻo dai của cơ thể. Khi ngồi đúng tư thế, cảm giác sẽ dễ chịu, giúp thân định trước khi tâm định. Ngoài ra, các bạn có thể tự tìm kiếm trên mạng cách mở khớp cho ngồi thiền và tự tập luyện. Thậm chí các bạn có thể đi thiền, tức vừa đi vừa thiền. Ví dụ bước trái đếm 1, bước phải đếm 2, hoặc là bước trái A-di, bước phải Đà Phật. Bước trái hít vào, bước phải thở ra. Thiền cũng là một phương pháp tập thở, tập thở là tập bình tĩnh. Thiền định giúp tâm an rồi phiền não sẽ giảm, phiền não mà giảm thì trí tuệ sẽ tăng. Ngồi thiền là nhân, tâm an là quả. Cái nhân này bạn phải tưới nhuần mỗi ngày, phải trải qua một thời gian rất dài, thậm chí vài tháng vài năm mới có quả. Không thể nào vội vàng, làm gì có hạt nào hôm nay cắm xuống mà ngày mai có trái. Có vị biện luận, ngồi như vậy làm sao ngồi thiền được, phải ngồi kiểu kiết già. Ngồi thiền mà không mở luân xa, thiền làm chi? Xin thưa với chư vị, hành thiền là tu tâm, không phải tu thân. Bạn có thể ngồi kiểu gì cũng được, bạn có thể nằm thiền, đi thiền vẫn được. Nhưng nếu bạn chọn một tư thế thiền phù hợp với cơ địa và sức khỏe của bạn sẽ tốt nhất, mục đích cuối cùng là giúp tâm định. Thiền là cảm nhận những sự việc ta trải qua, không chấp tướng. Nếu tâm khởi, tôi ngồi đúng, anh ngồi sai là đi ngược với thiền ý. Chữ thiền là trầm lắng, chữ định là an tĩnh. Thiền định là đặt tâm trí của mình ở một đối tượng và trụ lại, ví dụ trụ ở hơi thở, giúp tâm lực mạnh mẽ, thấu đáo chân lý của cuộc đời. Tu tập ngày qua ngày, giúp tâm buông bỏ những chấp trước. Nhiều năm trước, một người bạn bảo, hãy thiền đi. Thế là Khải Toàn về tập ngồi thiền, mất hơn một năm ngồi thiền trong khi tâm toán loạn. Mỗi lần nhắm mắt, bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu phiền não ùa về, hình ảnh, những gương mặt mình không muốn lưu trữ, luôn ngập tràn trong đầu. Mất hơn một năm sau đó tìm hiểu cặn kẽ, tham gia các nhóm thiền, gặp gỡ những vị thiền giả, kiên trì hành thiền và đúc kết cho bản thân phương pháp phù hợp. Vâng, thiền cơ bản ban đầu tìm cho mình phương pháp phù hợp, trong đó phương pháp theo dõi hơi thở và theo dõi nhịp đếm là dễ tiệm cận nhất. Đúng sai do con người đặt ra, hợp thiên, hợp địa, hợp nhân là đúng, nghịch là sai. Đúng với bạn nhưng không hợp với người khác. Có việc đúng ở nơi này nhưng chập ở nơi khác.
Ví dụ, bạn có thể ăn mặc thoải mái, tự do bày tỏ tình cảm giữa chốn đông người ở nhiều quốc gia. Nhưng thế giới có những nơi, những hành động này là phạm pháp, ví dụ những nước Tây Á. Vì vậy, nhục nhãn phàm phu thường có cái nhìn chấp tước vào sự vật. Giả dụ bạn nhờ 4-5 người tự vẽ hoặc sưu tầm giúp bạn một vài hình Phật, ví dụ vị Địa Tạng Bồ Tát. Bạn tiếp tục nhờ thêm vài người bạn ở nước ngoài, nước Nhật, nước Hàn Quốc hay Mỹ, nhờ họ tìm giúp bạn hình Địa Tạng Bồ Tát. Kết quả là không hình nào giống hình nào, thậm chí có nhiều người lầm tưởng Ngài Huyền Trang Tâm Tạng là vị Địa Tạng Bồ Tát. Nếu bạn nói hình của tôi chọn là đúng, tư thế ngồi thiền như vậy mới đúng, tức là bạn chấp tướng vào cái tôi của mình. Nói theo Albert Einstein, cái tôi và sự hiểu biết là tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Tư thế ngồi thiền như trên Khải Toàn đã nêu, ngồi kiết già, bán kiết già hoặc ngồi xếp bằng, có thể kê gối ở mông, giữ lưng cho thẳng vừa phải. Hiện tượng phổ biến nhất với những người mới tập hành thiền là tê chân hoặc đau lưng. Khi chân bị tê hoặc cả thân khó chịu, các bạn có thể dịch chuyển, đổi tư thế giúp dễ chịu hơn. Người mới tập hành thiền mỗi ngày 10 đến 15 phút là đủ. Sau một thời gian, không còn cảm giác tê chân hoặc mỏi lưng nữa. Về phương pháp thiền, Khải Toàn chia sẻ ở những video trước. Phương pháp phổ biến là theo dõi hơi thở hoặc là đếm. Bước đầu, chọn tư thế ngồi phù hợp, có thể mở nhạc thiền, nhắm mắt lại, cảm nhận và theo dõi hơi thở. Ngồi xếp bằng hoặc ngồi kiết già, bán kiết già là hai tư thế phổ biến nhất, tay đang vào nhau hoặc bắt bảo nguyệt ấn. Từ từ, nhắm mắt lại và theo dõi hơi thở. Nếu tâm của bạn loạn, suy nghĩ lung tung, hãy theo dõi nhịp đếm. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Hít vào A-di, thở ra Đà Phật. Cứ như thế trong suốt buổi thiền. Cuối buổi thiền, trước khi mở mắt, hãy xả thiền, hít thật chậm vài hơi thật sâu, thở ra hết thật chậm rãi vài lần như vậy. Sau đó lấy hai bàn tay xoa nhẹ lên mắt, xoa nhẹ lên má, từ từ mở mắt ra. Các bạn cũng có thể nằm thiền theo bài tập thiền buông thư giúp ngủ ngon. Như phần trên Khải Toàn đề cập, có thể vừa đi vừa thiền, bước trái hít vào, bước phải thở ra, hoặc là bước trái A Di, bước phải Đà Phật. Sau vài tuần ngồi thiền, bạn sẽ cảm nhận rõ sự dễ chịu của cơ thể, sự nhẹ nhàng của tâm hồn. Bạn sẽ giảm nóng nảy, giảm lo âu. Con người chịu sự phiền não bởi thân ngữ ý. Nghiệp từ thân, nghiệp từ miệng, nghiệp từ ý mà sinh. Bệnh từ thân một nửa là do ăn uống và cơ địa, nhưng một nửa còn lại là do lo âu mà sinh. Khi tâm an tịnh, giảm lo âu thì bạn có nhiều cơ hội có cơ thể khỏe mạnh. Họa từ miệng là do ăn uống vô độ, nói lời bất thiện, dễ bị lôi kéo vào thị phi. Khi tâm an tịnh, bạn sẽ dừng lại khi định nói lời bất thiện. Hành động dừng lại này là thiền chỉ. Quán xét xem điều ta nói có trái với đạo lý hay không là thiền quán. Vì vậy, nghiệp ý là điều con người cần tu tập, cần chỉnh sửa, cần bồi đắp. Tâm ý viên dung là tâm an tịnh, tự khắc sẽ khởi sinh ý thiện. Hành động lời nói thiện thì làm sao có thể rước họa vào thân. Thiền chỉ là dừng lại, thiền quán là soi xét điều ta làm. Thiền là cảm nhận những việc ta trải qua. Ăn cơm cảm nhận ăn cơm, nóng giận biết mình nóng giận, suy nghĩ lung tung biết mình suy nghĩ lung tung. Vì trong cuộc sống đời thường, tâm của bạn tán loạn, bạn không cảm nhận được mình suy nghĩ lung tung. Trong sách thiền có đoạn ăn cơm khi ăn cơm, tức là ăn cơm thiền. Con người hiện đại mấy ai ăn cơm thiền như thế, vì đa phần họ ăn cơm trong tán loạn. Ăn cơm trong phiền não, miệng nhai miếng một, tai gấp miếng hai, mắt dán vào màn hình điện thoại, tâm ý nghĩ về một việc nào đó từ tương lai, nghĩ về những thứ mình mong ước. Đó là con người của hiện đại ăn cơm trong tán loạn. Nếu bạn cảm thấy đau khổ là do trong đời quá khứ đã tạo nhiều nghiệp bất thiện. Khổ từ tâm sinh, sẽ từ tâm diệt. Ngày ngày tu tập, nghiệp lực sẽ giảm, phiền não giảm thì an lạc sẽ tăng. Tâm của bạn giống như một căn phòng kính,
Khi bạn đau khổ, khi bạn chấp tướng, bạn tự đóng kín hết các cửa sổ, kéo rèm lại chỉ còn lại bóng tối và sự ngột ngạt do chính mình tạo ra. Khi bạn tu tập, khi bạn buông bỏ nỗi oán giận cũ, bạn sẽ tự mở cửa đón ánh sáng, đón không khí trong lành. Bóng tối vẫn tồn tại ở đó, nó không đi đâu cả, nhưng vì có ánh sáng lấp đầy cả không gian này, bạn sẽ không thể thấy bóng tối nữa. Tư thế ngồi thiền là tư thế giúp khí huyết lưu thông phần trên của cơ thể tốt hơn. Ngày ngày ngồi thiền là cách lọc những tạp khí, mỗi ngày lọc một ít, tự khắc sau một thời gian tâm của bạn sẽ trong lành. Bạn có thể tự thí nghiệm, hãy ngồi thiền một tuần, một tháng xem cảm xúc giận dữ của mình, cảm xúc an lạc của mình khác với trước kia ra sao. Hành thiền là tu tâm, không phải tu thân. Ngồi ra sao, ngồi như thế nào, ngồi bao lâu, ngồi ở đâu chỉ là hình tướng, là phương pháp phụ trợ cho việc tu tâm. Nếu bạn là người thượng căn hoặc trung căn thì trong lúc ăn, lúc chạy xe, lúc làm việc bạn vẫn có thể thiền và khai ngộ. Khải Toàn đã chia sẻ cách ngồi thiền và phương pháp hành thiền đơn giản. Ngoài ra các bạn có thể xem tại website hoặc các video trong kênh của Khải Toàn về tập hành thiền. Nếu tâm thân của bạn thay đổi sau khi tập ngồi thiền, hãy nhớ trợ duyên cho người thân bạn bè. Đây là cách đơn giản giúp họ có tâm thân ngang. Bạn đừng ngại giới thiệu, việc họ tập được hay không là duyên. Họ không tập, họ phản bác ý tốt của bạn, bạn cũng đừng buồn. Vì ai ăn, người ấy no, ai tu, người ấy hưởng. Bạn có lòng là quá tốt rồi. Vì khi bạn khởi ý tốt, bạn làm điều tốt, thì người đầu tiên nhận được tốt, đó chính là bạn. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc. Thiền định là tiếng Ấn Độ, người Trung Quốc gọi là tĩnh lự hay trầm lắng. Thiền tông là một tông phái coi trọng sự đốn ngộ, tức là giác ngộ tức thời. Về phương pháp thiền có hằng hà sa số, phổ biến là thiền quán, thiền vô niệm hay là thiền buông thư. Trong số này, thiền buông thư giúp có giấc ngủ ngon. Khải Toàn làm các video về tập ngồi thiền, các bạn có thể tìm kênh Khải Toàn Phong Thủy hoặc Khải Toàn Thiền Định để xem thêm. Vậy thiền là gì? Thiền có công án gì? Chữ thiền là trầm lắng, chữ định là an tĩnh, không tán loạn. Hợp hai chữ thiền và định lại, ta có một nghĩa chung, đặt tâm trí của mình vào một đối tượng và trụ lại, giúp tâm lực mạnh mẽ, thấu đáo chân lý của cuộc đời. Từ đó tâm buông bỏ những gánh nặng và ngộ được sự vô thường trong cuộc sống. Thiền định là sự tĩnh lặng của tâm trí, hiểu đơn giản là nhận thức rõ ràng mọi sự việc ta đã trải qua. Ví dụ ăn cơm cảm nhận ăn cơm, khi giận cảm nhận mình giận. Người giận dữ họ thường không kiềm chế được cảm xúc, có những hành động rất đáng tiếc. Vì thế thiền chính là thấu đáo cảm xúc của chính mình. Ở bậc cao hơn, thiền là đốn ngộ, giác ngộ tức thời tất cả những việc xảy ra. Giả dụ trước đây con cái khi còn nhỏ đưa rước đi học, bạn ôm bạn hôn thấm thiết, dặn dò đủ điều. Khi chúng vào cấp 2, chúng không thích bạn ôm hôn trước cổng trường. Nếu đốn ngộ, bạn sẽ hiểu chúng đã lớn, chúng đã mắc cỡ với bạn bè. Vì sao nên thiền? Ngày qua ngày chúng ta đã tích tụ những tiêu cực trong tâm trí, những khó khăn, giận hờn, những thất bại trong công việc hay thất bại trong tình cảm. Những năng lượng tiêu cực này chúng đầy ắp tâm trí, khiến con người u mê. Khải Toàn lấy ví dụ hai ly nước này. Một ly liên tục khuấy động gây sự tán loạn, đại diện cho những cảm xúc nóng nảy có thể bộc phát bất cứ khi nào. Một ly còn lại giữ yên trong vài giờ, những chất cặn lắng xuống đáy, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Ly này đại diện cho tâm trí an tịnh, suy nghĩ thấu đáo và cư xử chuẩn mực. Khi ta hành thiền, ta giống như ly nước thứ hai, mỗi ngày lắng xuống một chút, vài tháng, vài năm, tâm trí của ta tự khắc chuyển hóa những tiêu cực cũ thành sự an lạc.
Vì sao phải ngồi thiền mỗi ngày? Phật là vị toàn giác, Ngài là đấng giác ngộ. Con người phàm phu của chúng ta không có được sự toàn giác ấy và phải đối mặt với những trở ngại trong đời thường mỗi ngày. Vì vậy, mỗi ngày ngồi thiền là cách sạc pin và thanh lọc cặn bã cho tâm trí của chính mình. Hành thiền là tu tâm, không phải tu thân. Người mê thì không tỉnh, người tỉnh thì không mê. Hành thiền mỗi ngày, tâm không còn tích tụ sự tiêu cực, tâm tự khắc sẽ khởi thiện. Những đứa trẻ tăng động, những đứa trẻ dễ cáu gắt đều có thể tập ngồi thiền mỗi ngày từ 3 đến 5 phút. Bạn khuyến khích chúng theo hướng: con sẽ thông minh hơn, con sẽ học giỏi nếu con ngồi thiền một buổi 3 phút, nhanh như ăn một que kẹo. Và dĩ nhiên bạn phải là người làm gương cho chúng thông qua hình ảnh bạn đã tập ngồi thiền. Một hình ảnh rất đẹp, nhẹ nhàng, an tịnh trong mắt người khác. Phương pháp tọa thiền. Khi chúng ta tọa thiền theo phương pháp thiền quán, trong buổi thiền tâm của ta quán theo hơi thở, quán tính vô thường, quán lòng từ bi, quán tưởng đang ở một nơi yên bình, quán tưởng đang có vầng hào quang xung quanh người mình. Thiền quán phổ biến là quán sát hơi thở, hít vào cảm nhận rõ luồng khí, thở ra cảm nhận mình thở ra, tâm của ta theo dõi hơi thở, tâm của ta đặt ở đầu mũi. Và cứ như thế trong suốt buổi thiền. Tuy nhiên, với những người phóng tâm khi mới tập hành thiền rất khó áp dụng phương pháp này. Để tâm của ta không đi lung tung, Khải Toàn thường hướng dẫn những người mới tập ngồi thiền bằng phương pháp quán nhịp đếm. Đơn giản cứ hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Ban đầu chỉ cần như vậy sẽ có kết quả tích cực. Sau một thời gian ngồi thiền quen dần, bạn có thể tự tập phương pháp theo dõi hơi thở. Thiền quán đòi hỏi sự tập trung tâm trí lên một đối tượng, ví dụ quán tính vô thường. Hiểu rằng cuộc đời này có sinh sẽ có diệt, có tài sản sẽ có ngày mất đi. Con cái còn nhỏ, chúng sẽ lẻo đẻo theo ta, nhưng khi lớn lên, chúng đi mất tâm. Công năng của thiền như thế nào? Chỉ có các vị hành thiền mới có thể cảm nhận được. Ví dụ, lợi ích dễ thấy nhất ở những vị thiền giả. Một trường đại học ở Mỹ, họ có một cuộc thử nghiệm với 50 tình nguyện viên. Mỗi ngày ngồi thiền 10 phút trong vòng 2 tháng. Kết quả thu được sau 2 tháng thật bất ngờ. Vùng não phía trước lưu trữ trí nhớ tạm thời của một con người, của người 50 tuổi, hoạt động tương tự người 25 tuổi. Hầu hết trong số họ giảm đi 80% khả năng nóng giận và trầm cảm, đồng nghĩa với việc yêu đời hơn. Một nửa trong số họ phát huy tốt khả năng sáng tạo trong công việc. Vâng, chỉ sau 2 tháng đã có những kết quả tích cực như vậy. Ngồi thiền mỗi ngày được xem là một sự tự tu. Khi bạn không nóng giận, khi bạn yêu đời, bạn tạo ra được một từ trường tích cực, thu hút những đối tượng tích cực như bạn. Khi bạn nói lời chân thiện, mọi người sẽ cảm mến bạn. Ngay cả khi có ai đó nói lời bất thiện, bạn vẫn có thể thông cảm trước những lời bất thiện này. Đó là các bạn không gom vào mình những cảm xúc tiêu cực. Sẽ có lúc bạn hiểu rằng trong cuộc đời này sẽ có rất nhiều người dùng lời bất thiện gây khó chịu, họ tạo nghiệp bất thiện. Bạn nghe và thông cảm là bạn tạo nghiệp thiện. Nhìn mặt tích cực, những lời bất thiện giúp ta chỉnh đốn lại, giúp ta cân nhắc trước những sai phạm. Không có những người nói lời ác ý, có khi ta trở thành kẻ tự phụ, không thấy được sai phạm của chính mình. Không phải ai cũng thấm nhuần nhân quả báo ứng. Cũng như một cơn mưa, có cây thấm nhiều, có cây thấm ít, và có những cây không thấm giọt nào. Đơn giản đó là duyên. Nếu bạn muốn cải biến cuộc đời, cải biến tâm trí của chính mình, muốn trí nhớ tốt, muốn được vui vẻ, muốn nhiều ý tưởng, bước đầu tiên là tập ngồi thiền. Mỗi ngày một tiếng không được thì 30 phút, 30 phút không được thì 15 phút, 15 phút, 10 phút không được thì
Thôi, hỏi luôn các bạn. Thiền định là một sự tĩnh lặng của tâm trí, là phương pháp tìm thấy được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn của chính mình. Cải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.